ngoài lề, không biết là sư có giải đáp hay không. Thứ nhất là cái câu hỏi ngoài lề, nhưng mà cái quan trọng là nó có đúng hay không. Con đọc được có người ngoại cảm, biết có người ngoài hành tinh và cũng có người Atlantis sống trong lòng trái đất, và họ phát triển hơn chúng ta rất nhiều về mặt tâm linh. Con người sống hơn 20.000 năm, con tin Phật nhưng cũng phân vân không biết những người đó thuộc trong luân hồi nẻo nào trong sáu cõi. Con cũng tin là Đức Phật biết mọi điều trong cõi luân hồi, nhưng con chưa nghe Ngài giải đáp những chuyện ngoài lề thế này nên khiến con rất phân vân. Tôi nói không lẽ bây giờ người ta nằm mơ, người ta thấy cái gì rồi người ta kể lại, mình cũng bắt là Phật phải kể cho quý vị biết hết hay sao? Cái gì á mà nó có thì Phật mới nói, chứ còn những cái không có thì có biết bao nhiêu cái để mà nói nha. Quý vị muốn, mà thứ nhất á, muốn biết rõ hơn về người và cõi, tức là tất cả các cảnh giới của thế gian này, của vũ trụ này, tất cả các chiều không gian nha, nói thì kiểu bây giờ tất cả các chiều không không gian, thì làm ơn làm phước đọc cái quyển chú giải người và cõi, thì ở trong đó có giải đáp cho tất cả quý vị biết là nó có những cái cõi như thế nào và những loại chúng sanh nào, tức là cái loại người gì cũng có trong đó hết nha. Còn những cái mà không nằm ở trong đó đó là quý vị biết là sau này thiên hạ người ta tưởng tượng ra, mà trời đất ơi, người ta tưởng tượng ra thì có biết bao nhiêu cái để mà nói đó. Còn mà quý vị muốn biết là cái khởi đầu của nhân loại á, thì xem cái bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn của Trường Bộ đó, thì nhớ giùm sư mấy cái chuyện đó nha. Cái đúng á, thì nó ít lắm, còn cái mà sai thì nó nhiều. Hơn nữa có một chuyện như thế này nè, ở như là ở trong kinh kinh gì ta, kinh Sim Sapa đó, thì những cái mà Đức Thế Tôn biết nó nhiều lắm, mà những cái mà Ngài biết mà Ngài nói với chúng ta đó thì nó rất là ít. Đừng có dựa vào đó rồi mình bắt đầu là mình phân ra là sẽ có những cái là có nhưng mà tại Phật không nói thôi, cái đó là mình tầm bậy lắm nha. Nó sẽ khởi đầu cho rất nhiều những cái tà kiến. Cho nên là sư nói đó, muốn biết thì xem cái quyển chú giải người và cõi, đó là chú giải đó, chú giải người và cõi, thì nó đủ để thỏa mãn cái sự tò mò của quý vị rồi ha. Còn đọc thì không đọc, mà cứ nghe người này mơ rồi người kia mơ thì mình mệt sư lắm nha. Không biết vấn đề này, không biết sư Tề Tường có ý kiến như thế nào. Dạ, xin thưa đại đức, xin thưa quý vị, thì đại đức Hạnh Tuệ nói trả lời cái câu hỏi này theo sư thì rất là đầy đủ rồi, đúng không? Thì ở đây sư chỉ có nói một cái điểm nhỏ thôi, điểm nhỏ thôi. Thì ở trong đây là sư thấy là cái vị mà gửi câu hỏi này nè, nói là trong luân hồi nẻo nào trong sáu cõi, thực sự là trong tinh thần tâm tạng kinh điển, hay gọi là hay còn gọi là kinh Nikaya, thưa quý vị. Thì trong Đức Thế Tôn ngài mô tả là có tới đúng là 31 cõi, thưa quý vị, tam giới 31 cõi. Dạ, sư nhấn mạnh một lần nữa nha, có nghĩa là trong tinh thần tâm tạng kinh điển hay còn gọi là kinh Nikaya thì mô tả là tới có 31 cõi, tam giới 31 cõi, thưa quý vị, chứ không phải là sáu cõi. Dạ, xin kết thúc cái câu hỏi. Dạ vâng. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Thưa thầy, thầy cho con hỏi nguồn gốc của con người và tất cả chúng sanh trên thế gian từ đâu mà có? Rồi. Cái này thì cũng giống như là cái câu hỏi trước thôi nha. Tức là quý vị muốn biết á, thì một á, là đọc cái bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn, hai á, là đọc cái quyển chú giải người và cõi. Thì trong cái Khởi Thế Nhân Bổn á, là như thế này, là nguồn gốc của loài người á, là từ Phạm Thiên.
Khi mà Phạm Thiên xuống với cái cõi người này đó, rồi bắt đầu họ sinh hoạt, rồi dần dần á, tham ái xuất hiện. Rồi khi mà tham ái xuất hiện á, là họ định cư luôn ở cõi người. Và sau đó đó, những cái pháp bất thiện rồi từ từ nó phát sanh, rồi dần dần á, nó mới phân ra nào là nam nữ, rồi ăn ngon mặc đẹp, rồi họ dần dần họ phát triển theo cái kiểu xã hội của loài người. Rồi, cho nên là cái vấn đề này nó cũng không có cái gì, tại vì hồi nãy sư đã nói rồi. Cho nên là sư qua cái câu hỏi này,